Đây có anh em nào ở bên Trung Quốc mà ở Thái Nguyên nữa nhé. Có thích giao lưu với Quang thì về đây nhá. Hôm nay bắt được con rắn này. Đi mẹ cắn chết con rắn này. Đấy. Anh em ở Thái Nguyên ở bên Trung Quốc về nhá. Nếu về rồi thì đến chơi với Quang nhá, ở Phú Bình nhá hoặc xã Tân Đức nhá. Đây này. Con rắn này dài, nhìn thử đo cho nào. Ui, dài vượt hơn đầu mình. Nhìn nhìn thấy chưa? Đấy, hôm nay mình đi làm về bắt đầu mình mẹ xe nó cán phát. Đấy, bập được con rắn. Nếu anh em về thì thích chơi cái món này với Quang thì cứ về alo với Quang nhé. Để giao lưu với nhau làm chén rượu cho vui nhỉ. Đấy, hôm nay mình thịt nó. Để mình là đầu tháng hôm nay. Đầu tháng vừa với được cái anh này thì cũng 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 ấy lắm đấy, thật chắc lắm đấy. Hôm qua mất tiền hôm nay lại với được cái anh này thì thôi. Này đấy, nhìn thấy chưa, con này thì nếu mà nói về rượu thì chắc mày cứ đã đưa mày không biết bao nhiêu cho nó đủ. Về con rắn này mày hơi to ấy, nó cũng tầm con này cũng tầm con này tầm 6-7 lạng. Hai thằng đi mẹ với được con rắn, con này mẹ ăn cho đủ đầu tháng, ăn rắn để cho nó máu. Nếu anh em nào ở bên Trung Quốc về rồi ấy, thì lên Phú Bình hoặc là xã Tân Đức nè chơi với Quang nha, giật giao lưu nha. Món này đâu phải lúc nào cũng có đâu, lâu lâu mới gặp ấy. Này con này thì mày, con này cũng to đấy. Bình tưởng là chưa chết nhưng mình bộc phải đúng đầu nó, thế là mày loạn choạng, thế là xuống lấy được một xít được cũng vì gây cho tai nạn vì con rắn này. Đấy. Các anh em nào ở bên Trung Quốc về rồi ấy, ở ở Thái Nguyên thì đến giao lưu với Quang nhé. Anh em mình làm chén. Lòng mới vô được như thế này thì đâu phải lúc nào cũng có đâu. Loại này đặc sản đấy. Ở Trung Quốc bọn Tàu làm gì nó biết ăn cái món này. Chỉ có Việt Nam thôi.